Xin chào, chúng tôi xin giới thiệu và hướng dẫn bài tập thể dục dành cho cấp trung học cơ sở, giúp tăng cường sức khỏe, khả năng vận động để phòng tránh và đẩy lùi dịch Covid-19. Chương trình do Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UNICEF Việt Nam thực hiện. Sau đây, chúng tôi xin hướng dẫn phần chi tiết động tác. Động tác số 1, động tác vươn thở, dậm chân tại chỗ, nhịp 1, 2, 3, 4, hai tay lên cao đồng thời hít vào, 1, 2, 3, 4, nhịp 5, 6, 7, 8, hạ hai tay xuống đồng thời thở ra, 5, 6, 7, 8. Động tác số 2, động tác lường, nhịp 1, chân trái bước sang ngang, tay trái sang ngang, nhịp 2, khép chân phải, tay trái co sau gáy, nhịp 3, bước chân phải sang ngang, tay phải sang ngang, nhịp 4, khép chân trái, tay phải co sau gáy, nhịp 5, phỉ gối hai chân, nhịp 6, nghiêng lườn sang bên trái, đồng thời hai tay cao, nhịp 7, nhịp 8, tương tự nhịp 5, 6, đổi bên, 7, 8. Động tác số 3, động tác tay, nhịp 1, dậm chân trái, tay trái sang ngang, nhịp 2, đổi bên, nhịp 3, dậm chân trái, tay trái lên cao, nhịp 4, đổi bên, nhịp 5, nhịp 6, so tay bên phải, 5, 6, nhịp 7, nhịp 8, đổi bên, 7, 8, nhịp 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Động tác số 4, động tác vận mình, nhịp 1, chân trái bước sang ngang, đồng thời quỳ gối, hai tay về trước, nhịp 2, co chân phải, đồng thời xoay người sang bên trái, 2, nhịp 3 về tư thế nhịp 1, 3, nhịp 4 về tư thế chuẩn bị, 5, 6, 7, 8 tương tự đổi bên, 5, 6, 7, 8. Động tác số 5, động tác chân, nhịp 1 chân trái bước chết lùi sau, hai tay trước mặt xoay tròn, nhịp 2 khép chân, nhịp 3, nhịp 4 tương tự đổi bên, 3, 4, nhịp 5 bước chân trái sang ngang, hai tay ngang, 5, nhịp 6 khép chân, hai tay trước ngực, 6, nhịp 7, nhịp 8 tương tự đổi bên, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hai tay lên cao và hạ xuống thấp, 9, 10, 11, 12. Động tác số 6, động tác tay, nhịp 1, 2, so tay bên trái, 1, 2, nhịp 3, 4, so tay bên phải, 3, 4, nhịp 5, co tay vuông góc, nhịp 6, che tay trước mắt, nhịp 7, che tay trước miệng, nhịp 8, về tư thế chuẩn bị. Động tác số 7, động tác vẫy tay, nhịp 1, chân trái bước sang ngang, đồng thời vẫy tay sang bên phải, nhịp 2, khép chân phải, nhịp 3, nhịp 4, tương tự đổi bên, 3, 4, nhịp 5, nhịp 6, vẫy hai tay cao, 5, 6, nhịp 7, nhịp 8, vẫy hai tay thấp phía sau, 7, 8. Động tác số 8, nhịp 1, chân trái bước sang ngang, tay trái chết trái, nhịp 2, khép chân phải, tay chéo trước ngực, nhịp 3, nhịp 4, tương tự đổi bên, 3, 4, nhịp 5, nhịp 6, so tay bên phải trái, 5, 6, nhịp 7, nhịp 8, tương tự đổi bên, 7, 8. Động tác số 9, nhịp 1, chân trái bước sang ngang, tay trái chết trái dưới, nhịp 2, khép chân phải, tay trái chéo trước ngực, nhịp 3, nhịp 4, tương tự đổi bên, 3, 4, nhịp 5, bước chân trái về trước, hai tay đẩy về trước, nhịp 6, chuyển trọng tâm về sau, hai tay về sau, nhịp 7 tương tự nhịp số 5, 7, nhịp 8 về tư thế chuẩn bị. Động tác số 10, nhịp 1 chân trái bước sang ngang, hai tay cao, nhịp 2 chéo chân trái, hai tay thấp, nhịp 3, nhịp 4 tương tự đổi bên, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 11, nhịp 1 chân trái bước sang ngang, đồng thời quỳ gối, hai tay ngang, nhịp 2 co chân phía sau, đồng thời nghiêng lườn sang bên trái, 2,
Nhịp 3 về tư thế nhịp 1, 3, nhịp 4 về tư thế chuẩn bị, 5, 6, 7, 8 tương tự đổi bên. 5, 6, 7, 8. Động tác số 12, động tác chân, nhịp 1, 2, 3, 4, dậm chân tại chỗ, hai tay chống hông. 1, 2, 3, 4. Nhịp 5, lùi chân trái về sau. Nhịp 6, đá chân trái về trước. Nhịp 7, bật tất ngang. Nhịp 8, bật khép về tư thế chuẩn bị. Động tác số 13, động tác bật nhảy. Nhịp 1, bật tách hai chân sang ngang, đồng thời bị gói hai tay sang ngang. Nhịp 2, bật khép chân, hai tay lên cao chạm vào nhau. Nhịp 3 về tư thế nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự. 5, 6, 7, 8. Phần hướng dẫn của chúng tôi đến đây là hết. Kính chúc quý thầy cô và các bạn tập luyện đạt hiệu quả cao để có sức khỏe tốt, phòng chống mọi bệnh tật.